Chào các em, cô trò ta lại tiếp tục đồng hành qua kênh dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Phần kiểm tra bài cũ, cô sẽ giúp các em ôn lại những kiến thức đã học trong quá trình tìm hiểu bài mới. Các em à, để viết một bài tập làm văn theo đề bài đã cho, trước tiên ta cần có kỹ năng tìm hiểu đề, nhận biết yêu cầu của đề bài. Sau đó phải biết cách tìm ý, tức khai triển yêu cầu đề thành nội dung của bài làm. Đứng trước một đề văn nghị luận, những kỹ năng đó được áp dụng như thế nào? Câu hỏi này sẽ được giải đáp qua tiết tập làm văn. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận. Về kết quả cần đạt sau tiết này, các em cần nắm được đặc điểm của một đề văn nghị luận, cách xác định yêu cầu đề, cách tìm và sắp xếp ý cho bài văn nghị luận. Chúng ta cùng đi vào phần đầu của nội dung tiết học. Tìm hiểu đề văn nghị luận, cụ thể là tìm hiểu đối tượng bàn luận và tư tưởng quan điểm trong đề văn nghị luận. Các em đọc hai đề bài sau trong phần ví dụ. Đề 1, ích lợi của việc đọc sách. Đề 2, chớ nên tự phụ. Hai đề bài này không có từ ngữ biểu thị lệnh đề. Vậy làm sao để biết đây là các đề văn nghị luận? Các em đã được biết, văn nghị luận hướng tới nâng cao nhận thức của chúng ta đối với những hoạt động, việc làm có ý nghĩa gắn liền với đời sống hàng ngày, những đạo lý, phẩm chất của con người hay mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Theo đó, hãy xác định đối tượng được nêu ra để bàn luận ở mỗi đề. Việc đọc sách, tự phụ chính là đối tượng bàn luận ở hai đề này. Ngoài ra, mỗi đề còn hàm chứa tư tưởng quan điểm trước đối tượng bàn luận. Hãy xác định từ ngữ thể hiện quan điểm ở đề 1. Ta nhận thấy từ ích lợi ở đề 1 khẳng định tầm quan trọng sự cần thiết của việc đọc sách. Ở đề 2, từ ngữ nào thể hiện quan điểm đối với thói tự phụ? Chớ nên bày tỏ thái độ ra sao đối với thói tự phụ? Từ ngữ chớ nên đã bày tỏ thái độ phủ định, bác bỏ đối với thói tự phụ. Trước một đối tượng nêu ra để bàn luận, đề văn nghị luận thường hàm chứa hoặc sự khẳng định thừa nhận hoặc sự phủ định bác bỏ nó, làm nên tính chất của đề văn nghị luận. Tính chất của đề văn nghị luận có ý nghĩa gì đối với việc làm bài? Các em cần chú ý đến tính chất của đề văn nghị luận bởi nó chi phối việc tìm ý, khai triển nội dung bài làm. Chẳng hạn với đề 1, nội dung bài làm phải tập trung làm rõ sự cần thiết của việc đọc sách. Trên đây là những đặc điểm giúp ta nhận biết một đề bài thuộc đề văn nghị luận. Vậy thế nào là một đề văn nghị luận? Một đề văn nghị luận thường có hai phần. Một phần nêu đối tượng cần bàn luận, giải quyết. Phần còn lại ẩn chứa tư tưởng, quan điểm trước đối tượng ấy. Các em xem ghi nhớ chấm tròn số 1, sách giáo khoa trang 23. Để giúp các em nhận ra một đề văn nghị luận, chúng ta cùng thực hiện bài tập nhanh. Nhân dân ta có câu tục ngữ, có chí thì nên. Câu tục ngữ trên có thể dùng làm đề văn nghị luận không? Ta nhận thấy trong câu tục ngữ trên cũng có đối tượng được nêu ra để bàn luận, chính là ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Còn dấu ấn, tư tưởng, quan điểm chính là sự khẳng định vai trò to lớn của ý chí, nghị lực trong đời sống. Như vậy, câu tục ngữ trên có đầy đủ các đặc điểm của một đề văn nghị luận. Tiếp theo, các em sẽ được hướng dẫn cách tìm hiểu một đề văn nghị luận qua đề bài chớ nên tự phụ. Bước đầu tiên trong 4 bước tạo lập văn bản chính là khâu tìm hiểu đề. Ở khâu này, chúng ta cần xác định được các yêu cầu của đề bài từ kiểu bài đến nội dung. Đề này thuộc kiểu bài nào? Với đề chớ nên tự phụ, dựa vào kết quả tìm hiểu ở phần trên, đề có đặc điểm của một đề văn nghị luận qua cụm từ chớ nên, bày tỏ thái độ phản bác đối với thói tự phụ, nên ta xác định đề thuộc kiểu bài nghị luận.
Yêu cầu tiếp theo cần xác định là yêu cầu về nội dung tương quan với tiểu bài. Đối với đề văn nghị luận, ta gọi phạm vi nội dung ấy là vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận bao gồm đối tượng được nêu ra để bàn luận và tư tưởng, quan điểm trước đối tượng ấy. Theo đó, các em nhận ra vấn đề nghị luận ở đề này chưa? Đó chính là chớ nên tự phụ. Hãy nhắc lại tính chất của đề văn này. Phủ định, phê phán, thoái tự phụ chính là tính chất của đề này. Theo đó, đề này đòi hỏi người viết phải làm gì? Bài làm cần tập trung vào nội dung nào? Chúng ta cần chỉ ra cho được những tác hại của thoái tự phụ. Vấn đề nghị luận ở đề này cũng là một luận điểm. Làm thế nào để trình bày sáng tỏ một luận điểm? Chúng ta phải sử dụng những lý lẽ và dẫn chứng. Yêu cầu tiếp theo khi tìm hiểu một đề văn nghị luận là xác định nguồn lý lẽ dẫn chứng sẽ sử dụng. Ở đề này chúng ta khai thác lý lẽ dẫn chứng từ đâu? Từ thực tế đời sống. Qua việc tìm hiểu đề văn trên cho biết trước một đề văn muốn làm tốt, ta cần nhận biết đúng những yêu cầu nào của đề bài. Ta cần nhận biết đúng yêu cầu về kiểu bài. Nếu đã xác định đề thuộc kiểu bài nghị luận, bước tiếp theo phải nhận biết đúng vấn đề nghị luận, bao gồm luôn cả tính chất của đề văn, để nội dung bài làm tránh sai lệch. Sau cùng, xác định nguồn lý lẽ dẫn chứng sẽ dùng để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận. Các em đọc lại ghi nhớ chấm tròn số 2 sách giáo khoa trang 23 cho phần này. Sau bước tìm hiểu đề, nắm được các yêu cầu của đề, trước khi viết bài ta phải làm gì? Ta phải tìm ý lập dàn bài. Đây là bước thứ hai trong quá trình tạo lập văn bản. Bước này được thực hiện như thế nào đối với một bài văn nghị luận? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách lập ý cho bài văn nghị luận qua việc lập ý cho đề văn chớ nên tự phụ. Cô có 3 nhóm câu hỏi gợi ý tìm hiểu cho phần lập ý. Nhóm thứ nhất, A. Xác định luận điểm chính và các luận điểm phụ. B. Cho biết vai trò của các luận điểm phụ đối với luận điểm chính. Chớ nên tự phụ là một ý kiến thể hiện thái độ, quan điểm đối với thoái tự phụ. Em có tán thành với ý kiến đó không? Nếu tán thành, hãy xem đó là quan điểm của mình. Vậy là nảy sinh nhu cầu thuyết phục mọi người về quan điểm ấy. Chớ nên tự phụ nghĩa là phủ định, phản bác, phê phán thoái tự phụ. Tại sao? Tại vì tự phụ có hại cho bản thân và ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh. Các em chú ý nghe. Tự phụ có hại cho bản thân, tự phụ ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh. Từng ý kiến này chính là yếu tố cơ bản nào trong bài văn nghị luận? Chính là luận điểm. So với ý kiến bao trùm ở đề bài thì những luận điểm này được gọi là gì? Ta gọi đó là luận điểm phụ. Còn ý kiến bao trùm ở đề tài thì gọi là gì? Ta gọi đó là luận điểm chính. Các luận điểm phụ có vai trò gì đối với luận điểm chính? Hệ thống luận điểm phụ được hình thành nhằm khai triển làm sáng tỏ luận điểm chính. Nhận ra luận điểm chính rồi cụ thể hóa luận điểm chính thành các luận điểm phụ chính là xác lập luận điểm, hình thành các ý cơ bản cho bài làm. Các em cần lưu ý sắp xếp thứ tự các luận điểm phụ theo một trình tự hợp lý, chẳng hạn như đi từ trực tiếp đến gián tiếp đối với đề này, hoặc sắp xếp theo cấp độ quan trọng hơn kém. Điều nào quan trọng hơn nêu trước, điều nào ít quan trọng hơn nêu sau. Ta bước sang nhóm câu hỏi thứ hai, tìm hiểu cho phần lập ý. Sau khi hình thành hệ thống luận điểm phụ, làm thế nào để từng luận điểm phụ được trình bày hướng đến giải quyết vấn đề đặt ra ở đề bài? Đó là câu hỏi A. B. Tìm lý lẽ dẫn chứng nếu có, làm cơ sở trình bày từng luận điểm phụ. Chú ý sắp xếp các luận cứ theo từng nhóm tác hại. Các em đã biết, các luận điểm phụ được hình thành với mục đích làm sáng tỏ luận điểm chính, tức giải quyết toàn diện vấn đề đặt ra ở đề bài. Để làm nên sự đóng góp to lớn này, từng luận điểm phụ phải được trình bày rõ ràng tường tận. Bằng cách nào? Ta phải dựa vào các lý lẽ dẫn chứng sát hợp, tiêu biểu chân thực, làm điểm tựa, làm căn cứ cho việc trình bày. Chẳng hạn như, để làm sáng tỏ cho luận điểm phụ, tự phụ có hại cho bản thân, ta dựa vào các luận cứ. Kẻ tự phụ chặn đứng con đường học tập, như vậy tự đóng cửa tương lai của chính mình. Thiếu hòa đồng, kẻ tự phụ trở thành kẻ tự kỷ hoặc bị cô lập. Tương tự như vậy, để làm sáng tỏ cho luận điểm phụ, tự phụ ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh, ta dựa vào các luận cứ. Coi thường xúc phạm người khác, khiến họ thêm tự ti mặc cảm. Trong một đội nhóm có kẻ tự phụ thì không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến kết quả công việc của đội nhóm bị ảnh hưởng. Ta thấy,
Các luận cứ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc trình bày sáng tỏ cho từng luận điểm phụ. Vậy làm thế nào để có thể tìm được các luận cứ ấy? Ta dựa vào câu hỏi vì sao. Vì sao tự phụ có hại cho bản thân? Vì sao tự phụ ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh? Trả lời cho các câu hỏi ấy, ta có được những luận cứ cần thiết. Cũng cần chú ý phải sắp xếp các luận cứ ấy theo nhóm để việc trình bày được rõ ràng. Ta bước sang nhóm câu hỏi thứ 3, tìm hiểu cho phần lập ý. A. Nhận xét hai cách sắp xếp sau. Cách 1. Tác hại của thói tự phụ. Tự phụ là gì? Biện pháp khắc phục thói tự phụ. Cách 2. Tự phụ là gì? Biện pháp khắc phục thói tự phụ. Tác hại của thói tự phụ. Ta nhận thấy ở cách 1, khi chưa trang bị hiểu biết cơ bản về thói tự phụ, thì người nghe khó tiếp nhận những nội dung đào sâu có tính chất phân tích vấn đề. Thứ tự như vậy là không hợp lý. Ở cách 2, đưa biện pháp khắc phục thói tự phụ lên trước phần trình bày tác hại cũng không hợp lý, vì chưa nhận thức rõ tác hại của thói tự phụ cũng chẳng bận tâm đến biện pháp khắc phục. B. Vậy nên bắt đầu lời khuyên trở nên tự phụ từ chỗ nào? Dẫn dắt người đọc đi từ đâu đến đâu? Hãy xây dựng trình tự lập luận để giải quyết đề bài. Trước tiên chúng ta cần định nghĩa tự phụ là gì? Dựa vào hiểu biết cơ bản về thói tự phụ thì người nghe sẵn sàng đón nhận những nội dung phân tích đào sâu về tác hại của thói tự phụ. Từ chỗ có được nhận thức về tác hại của thói tự phụ, người nghe có hướng khắc phục thói tự phụ cho bản thân. Cách sắp xếp này thuận theo trình tự tư duy của con người, đồng thời đi từ nhận thức đến hành động. Hình thành mạch trình làm sáng tỏ vấn đề như vậy chính là xây dựng lập luận. Trong thực tế, các việc như xác lập luận điểm, tìm và sắp xếp luận cứ, xây dựng lập luận được thực hiện kết hợp song song. Minh họa cho điều này, các em xem sơ đồ sau đây. Thực hiện các việc trên chính là đã lập ý cho bài văn nghị luận. Các em đọc phần ghi nhớ cho phần này trong sách giáo khoa, chấm tròn số 3, trang 23. Các con vừa tìm hiểu cách lập ý trong văn nghị luận. Rõ ràng cách lập ý trong văn nghị luận rất khác với cách lập ý trong văn tự sự, miêu tả, biểu cảm. Lập ý trong văn tự sự là hình thành một cốt truyện từ tình huống phát sinh đến diễn biến đến cao trào và đi đến kết thúc. Lập ý trong văn miêu tả là dựa vào cái trình tự quan sát nhất định. Còn lập ý trong văn biểu cảm là biểu cảm trên cơ sở các đặc điểm gợi cảm của đối tượng, biểu cảm trên cơ sở hồi tưởng các sự việc trong quá khứ, biểu cảm trên cơ sở tưởng tượng một tình huống trong tương lai. Để cũng có kiến thức đã học, chúng ta hãy bước sang qua phần luyện tập. Đề bài, hãy tìm hiểu đề và lập ý cho đề bài. Sách là người bạn lớn của con người. Câu hỏi gợi ý. Tìm hiểu đề bài cần xác định những gì? Thứ nhất là kiểu bài, thứ hai là vấn đề nghị luận, thứ ba là nguồn lý lẽ nhận chứng. Thứ hai, lập ý cho bài văn nghị luận là làm gì? Các con cần chỉ ra được luận điểm chính, các luận điểm phụ, rồi thực hành tìm luận cứ làm rõ cho từng luận điểm phụ. Các con xem phần đáp án gợi ý để làm bài. Nội dung của tiết học hôm nay đã giúp các con nhận biết đúng yêu cầu của đề từ kiểu bài, vấn đề nghị luận, bao gồm tính chất đề văn, nguồn lý lẽ dẫn chứng. Một phần quan trọng nữa đó là lập ý cho bài văn nghị luận là hình thành hệ thống luận điểm, luận cứ để giải quyết vấn đề đặt ra ở đề bài. Hướng dẫn về nhà, các con đọc lại ghi nhớ sách giáo khoa trang 23, đọc thêm bài bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận, chú ý tìm hiểu bố cục lập luận hàng ngang, lập luận hàng dọc trong bài văn nghị luận. Soạn, tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh và cách làm bài văn lập luận chứng minh.